Không xuất khẩu khẩu trang ra nước ngoài, chuẩn bị kế hoạch đối phó nếu như tình trạng dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại Việt Nam. Đây là những thông tin chính được đưa ra tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch bệnh COVID-19 diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đề nghị cấm xuất khẩu khẩu trang, nhất là khẩu trang vải kháng khuẩn ra nước ngoài, khi tình hình dịch trong nước còn nhiều diễn biến phức tạp và nhu cầu của người dân trong nước còn rất lớn. Chỉ cho phép xuất khẩu với mục đích viện trợ, hỗ trợ quốc tế do Chính phủ Việt Nam thực hiện. Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo có ý kiến về việc bố trí đủ nơi cách ly, nhất là trong tình hình người từ Hàn Quốc trở về với số lượng lớn. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương cần phải chủ động bố trí đủ nơi cách ly và quản lý chặt chẽ người trở về từ vùng dịch, hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh. Mặc dù đạt được những kết quả tích cực, song Ban Chỉ đạo cũng khuyến nghị các lực lượng chức năng và người dân cả nước không được chủ quan, không lơ là, luôn sẵn sàng tâm thế có thêm ca bệnh mới, thậm chí là bùng phát mạnh tại Việt Nam.